tuyển Pháp thắng trong cả hai lần tung đồng xu. Wendy Rena chọn khung thành phía bên phải theo màn hình theo dõi trận đấu của chúng ta. Và Pháp cũng sẽ là đội đá trước. Cú đá quá hiền của Barca. Mackenzie Arnold đã xuất sắc giúp cho Australia có một khởi đầu tuyệt vời. Một nhịp nhứ sang trái và sau đó lập tức bay người sang phải. Quân bài giấu trong tay áo của huấn luyện viên Heverena. Nhìn điêu răng trong khung gỗ rất nhỏ bé. Thủ môn chỉ cao 1m71 mà thôi. Chính xác. Cú đá tin chân của Catherine Ford. Tình huống mà Điêu Răng đoán đúng hướng nhưng không thể với tới bóng. Bóng đi chìm và sát cột. Diani đã lừa được Arnold. Cũng là một cầu thủ thuận chân trái và cũng là một cú đá vào phía bên phải của thủ môn. Lần này thì Điêu Răng đã bay người xuất sắc. Pha bắt penalty rất đúng luật. Một chân của cô vẫn giữ ở trên vạch vôi. Cú đá thứ 3 của tuyển Pháp sẽ được thực hiện bởi đội trưởng Heather Reina. Chắc là Wendy Reina. Quá lạnh lùng. Loạt đá thứ 3 và hai thủ quân bước lên. Reina đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ đến lượt Sam Kerr để họ có thể viết tiếp giấc mơ. Sam Kerr vẫn thành công. Điêu Răng đã không kịp đổ người. Đây chắc chắn là một trong những cú đá quan trọng nhất trong sự nghiệp của Le Sommet. Và cô đã bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Arnold tỏ ra không mấy hiệu quả trong những loạt đá vừa qua. Thần đồng một thời phải bước lên, gánh vác một trọng trách lớn. Cú đá quá tốt của Mary Fowler, một cú găm mù. Cú đá đầu tiên và mỗi đội đều đã thành công 3 lần. Với cú đá như thế này của Fowler thì thủ môn có đoán đúng hướng có lẽ cũng phải bó tay. Cầu thủ được tung vào sân ở phút cuối cùng với nhiệm vụ đương nhiên là thực hiện loạt luân lưu của mình. Perisic rút trúng cột dọc. Những người tính thì không thể bằng trời tính. Và cũng không thể tính được sự xuất sắc của thủ thành Arnold. Lần này là pha cứu thua rất quyết đoán. Chính Mackenzie Arnold sẽ là người đá quả thứ 5. Nếu cô thành công thì Australia sẽ làm nên lịch sử. Mackenzie Arnold không à. Cú đá rất căng của Arnold, bóng giáng thẳng vào cột dọc. Cột dọc lắc đầu với người Pháp và cũng nói không với người Australia. Vẫn vào. Phải chăng cô cho rằng trong cú đá trước đó của mình thì đã có một vấn đề gì đó xảy ra? Arnold đã bước hai chân lên qua vạch vôi. Gori và Điêu Răng
Sự quyết đoán của Krajina Ligori và màn ăn mừng theo điệu du con. Và giờ đây thì tiền vệ trung tâm nhỏ con của Australia đã vượt qua một áp lực khổng lồ trên chấm 11m, pha đổ người đúng hướng. Nhưng cú đá rất căng của Ligori đã bật tay thủ môn và đi vào lưới. Bây giờ là Kha Choi, hậu vệ cánh trái mang áo số 7 của tuyển Pháp. Chính xác. Cầu thủ số 7 hoàn tất cú đá thứ 7. Cú đá rất quyết đoán của Kha Choi. Jalop rất bình tĩnh, đã có một nhịp khựng lại và Jalop đánh lừa được Solen Durang qua đầu tìm. Cú đá chính diện, quyết định đơn giản và giúp Lacra vượt qua được áp lực. Loạt luân lưu thách thức mọi giới hạn, sức chịu đựng. Đẩy đà khá ngắn vẫn thành công, bóng đã trúng cột dọc và văng vào lưới. Điều rằng đoán đúng hướng, nhưng cú đá sát cột của Elika Peter đã giúp cho Australia vẫn kéo loạt luân lưu này đi xa hơn. Trong trận đấu như thế này thì thành bại có lẽ cũng chỉ cách nhau một vài cm mà thôi. Không vào! Mackenzie Agnew. Tuy nhiên đang có tiếng còi. VAR sẽ vào cuộc và hãy xem là pha cản phá vừa rồi của Agnew có hợp lệ hay không. After factual revision, the goalkeeper out the line. Như vậy là thủ thành Mackenzie Agnew đã bước hai chân lên khỏi vạch vôi trước khi cầu thủ của Pháp thực hiện cú đá. Không có gì phải bàn cãi cả. Sẽ là cơ hội thứ hai cho Kenzo Daly. Đó là giá trị của công nghệ. Cơ hội để Daly làm lại. Góc đá tương tự và vẫn là pha cản phá xuất sắc. Tuy nhiên thì lần này thì Australia đã có thể ăn mừng rồi. Daly không đổi góc đá và vẫn là cú đặt lòng chưa đủ khó để thắng được thủ thành Mackenzie Agnew. Australia sẽ lần đầu tiên vào bán kết FIFA Women's World Cup. Cú ra chân của lịch sử ở phía trước. Không vào! Và cứu thua bằng một tay của Solen Durang. Ngay cả trong những kịch bản phim bom tấn của Hollywood, có lẽ cũng không thể hình dung ra những diễn biến của trận đấu này. Cú đá rất căng của Clay Hunt, nhưng chỉ bằng một tay, thủ thành Solen Durang đã giúp Pháp ở lại với trận đấu. Áp lực với cô gái tuổi teen. Becho sút trúng cột dọc. Không thể tin nổi.
Huấn luyện viên Gustafsson thì đang ra dấu là hãy bình tĩnh. Một cái đầu lạnh vào thời điểm này sẽ giải quyết được mọi thứ, nhưng đó là điều cực khó trước áp lực ngàn cân của trận đấu này. Vicky Betro đã đưa bóng thẳng vào cột dọc, và một lần nữa đội tuyển Pháp đứng trước nguy cơ phải dừng bước. Mặt đá thứ 10, cơ hội thứ 3 cho Australia để kết thúc trận đấu. Và lúc này niềm hy vọng của Pháp lại đặt hết vào thủ môn Durang. Còn Australia trọng trách thuộc về Courtney Vai. Courtney Vai! Lịch sử với Australia là đây. Lần đầu tiên Australia sẽ có mặt ở bán kết FIFA Women's World Cup. Loạt đá luân lưu kéo tới hai chữ số. Và cuối cùng Australia đã vượt qua được ngưỡng cửa tứ kết. Nước chủ nhà sẽ tiến vào bán kết. Một thành tích lịch sử, thành tích vô tiền khoáng hậu. FIFA Women World Cup 2023 trọn vẹn trên fanpage, YouTube và TikTok Next Sport.